Mới đây tại Bộ Công Thương, đại sứ quán Na Uy đã công bố và trao báo cáo chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi cho kịch bản phát triển nhanh của Việt Nam. Báo cáo này nhằm đánh giá tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam và đề xuất các bước xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và hiệu quả. Theo báo cáo, với tốc độ gió cao, điều kiện đáy biển thuận lợi cùng hệ thống cơ sở hạ tầng điện gió trên bờ và gần bờ hiện có, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy hứa hẹn. Báo cáo cũng chỉ ra những tín hiệu tích cực từ việc các thị trường quốc tế bắt đầu đặt mua các bộ phận trong cấu trúc điện gió ngoài khơi từ Việt Nam. Bộ Công Thương đánh giá cao báo cáo này, coi đây là nguồn thông tin quan trọng cho Chính phủ và Bộ Công Thương trong việc lập kế hoạch phát triển điện gió ngoài khơi, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam trong việc tận dụng kinh nghiệm từ ngành dầu khí để phát triển chuỗi cung ứng trong nước, hiện thực hóa các cam kết quốc tế, trong đó cam kết của Việt Nam về phát thải dòng bằng không tại COP26 và quy hoạch Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, trong đó có nội dung triển khai về điện gió ngoài khơi. Báo cáo chỉ ra một số điểm đáng lưu ý như việc nội địa hóa các thành phần chính của dự án điện gió ngoài khơi, việc cần thiết phải nâng cấp hệ thống cảng biển hiện tại ở cả hai miền Bắc và Nam để đáp ứng nhu cầu hậu cần cho ngành điện gió ngoài khơi. Các nhà cung ứng trong nước, đặc biệt là những doanh nghiệp trong ngành dầu khí, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ và có kế hoạch tham gia thị trường điện gió ngoài khơi ngành điện gió ngoài khơi có thể tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới đặc biệt là ở khu vực phía nam